Hello mọi người, bữa nay chúng ta sẽ đi trải nghiệm thực tế chiếc laptop gaming. Đây là dòng cao cấp đến từ hãng Acer. Đối với dòng Acer thì mình đã quá quen thuộc với Acer Nitro 5. Giá rẻ, cấu hình mạnh, hiệu năng cũng khá là cao. Đây là dòng Predator. Thì như chúng ta cũng thấy thì ví dụ như đối với những dòng gaming được rất là nhiều bạn yêu thích, ví dụ như dòng MSI hay là Asus, Dell Gaming nè, G3, G5, G7, thì với những cái hãng thường sẽ có những cái dòng cao cấp. Asus thì chúng ta thấy có Asus TOF Dash hay là Asus ROG, có những cái cấu hình cũng như là cái thiết kế khá là đa dạng. Bên cạnh đó thì với những dòng gaming thì chúng ta cứ nghĩ nó sẽ rất là to, rất là cồng kềnh. Tuy nhiên là cái chiếc máy mình đang cầm trên tay chỉ có 14 inch thôi và được trang bị cái cấu hình rất là mạnh. Đầu tiên chúng ta thấy rất là bắt mắt, đó là cái bàn phím RGB rất là đẹp. Mình khởi động lại cho mọi người xem. Màn hình mặc dù là có 14 inch nhưng mà chúng ta thấy là thiết kế tràn viền khá là đẹp. Thiết kế vỏ bán nguyên khối bằng kim loại. Mặt A thì chúng ta thấy làm bằng bằng kim loại, nhưng mà cái kiểu có một những cái đường vân nhìn khá là đẹp. Bên phải có cái logo nè mọi người, quen thuộc. Đây là dòng Acer Predator, dòng gaming cao cấp. Điểm nhấn của nó là cái viền màu xanh rất là đẹp. Chiếc máy này mặc dù là dòng gaming nhưng mà cân nặng nó chỉ có 1,7 kg thôi. Những cái survey mà Acer Predator Triton 300 SE này đưa ra cho mình, chúng ta thấy là rất chú trọng vào cái tản nhiệt. Điển hình như nó có những cái chế độ Predator Sen nè, Utility App nè, hay là những chế độ Technology Flow, hay là chế độ quạt. Tại vì những chiếc máy mà về gaming á, khi mà chúng ta có thể điều chỉnh được, khi mà mình xài những cái task vụ nặng, chơi game hay là đồ họa, thì cần cái quạt nó quay nhanh hơn, nó làm cho cái máy nó mát hơn. Và một cái điều đặc biệt đó là được tích hợp cái công nghệ Wi-Fi 6. Đây là một cái công nghệ này thì sẽ giúp cho mình kết nối internet và mình chơi game nó mượt hơn. Rất là đẹp nha mọi người. Về thiết kế thì trên mạng nó có rất là nhiều. Ở đây thì mình có tải một cái phần mềm mà giả lập video họa, là phần mềm mà Cinebench quen thuộc. Thì với cái cấu hình này, nghĩa là được trang bị, con này là chiếc máy được sản xuất năm 2021, thế hệ thứ 11. Có cái con chip xử lý nó là Core i7-11375H với 4 nhân và 8 luồng xung nghiệp của nó là 3.3 và up to turbo boost nó lên tới 5GHz. Cache của cái dòng CPU này là 12MB cache. Mấy cái chỉ số đó rất là quan trọng, tại vì khi mà chúng ta mua xài đồ họa hay là gaming thì mình nên xem cái CPU và cái cache. Cái cache là cái bộ nhớ tạm để nó đưa lên hàng đợi cho CPU nó xử lý. Cái card đồ họa của nó là RTX 3050 Ti, có tốc độ là 4G thôi, nhưng mà nó là Ti nha mọi người. RAM là 16GB, ổ cứng SSD 512, tha hồ mà chúng ta lưu trữ và xài đồ họa nặng. Bây giờ mình test thử cái GPU, như là cái card màn hình. Màn hình chỉ 14 inch thôi, nhưng mà Full HD IPS. Cái tần số quét của nó là 144Hz. Âm thanh nghe cũng rất là hay. Xíu nữa mình sẽ mở âm thanh lên cho mọi người xem. Do là mình chủ yếu là trải nghiệm cái hiệu năng. Chiếc máy này thì nếu mà mới 100% thì vì đây là chiếc máy xách tay ở Mỹ về,
thì giá của nó đâu tầm khoảng 1.300 đến 1.500 tùy cái option cấu hình. Âm thanh nghe rất là hay. Mình sẽ chạy lại thử cho mọi người xem cái chỉ số FPS. FPS của chiếc máy này thì mình cũng đã test thử rồi, nó rơi vào khoảng 100 đến 120. Có thể nói là với một chiếc máy nhỏ gọn, giá hiện tại cũng chỉ với 23.900 thôi. Chiếc máy này xách tay ở Mỹ về. Giá mới của nó tầm khoảng 34-35 triệu á, hàng full box new seal. Thì về bảo hành thì tại cửa hàng sẽ bảo hành cho mọi người từ 6 đến 12 tháng. 1 đến 1 trong 30 ngày, nghĩa là trong 30 ngày nếu máy bị lỗi phần cứng mà bên cửa hàng không có máy đổi sẽ hoàn lại tiền. Sẽ đảm bảo cho mọi người đây là một chiếc máy zin 100%. Lưu ý là chúng ta xài những máy mà xài có card đồ họa hay là những chiếc máy gaming á, hay là bên đồ họa kỹ thuật thì lâu lâu chúng ta nên tra cái keo tản nhiệt cho nó mát. Chúng ta thấy chỉ số FPS nó là 113.80 FPS, rất là cao. Bây giờ mình test cái CPU. Dĩ nhiên cái CPU này cũng không được đánh giá cao lắm, mặc dù cái xung nhiệt của nó là 3.3, up to của nó là 5GHz, tuy nhiên nó chỉ có 4 nhân và 8 luồng thôi. Chiếc máy này ngoài cái việc mà chơi game thì chúng ta làm việc văn phòng thì rất là mượt rồi, không cần phải bàn cãi nữa. Mặc dù 4 nhân 8 luồng nhưng mà chúng ta thấy nó quét rất là nhanh, cho ra cái hình ảnh cũng rất là sắc nét. Bởi vì cái tần số quét của cái màn hình này nó là 144Hz. Những cái tần số quét mà những cái máy bình thường văn phòng thì nó là 60, 50 đến 60 Hz thôi. Có những chiếc máy nó có 240Hz đó mọi người. Những cái màn hình như thế này nó rất là đắt. Chỉ số CB chúng ta thấy rất là cao, 820 CB. Bây giờ mình tắt và mình tháo ra cho mọi người xem bên trong thiết kế và khả năng thay thế linh kiện khi cái nhu cầu của mình thay đổi. Tuy nhiên là với cấu hình này thì chúng ta thấy là chúng ta xài được trong một cái thời gian dài, không cần phải nâng cấp gì hết. Bây giờ mình tháo ra nha. Cái máy này nó cũng còn tem ấy, nhưng mà mình tháo ra cho mọi người xem. Chúng ta thấy nhìn kỹ cái chân ốc, nó xài cái chân ốc lục giác. Những dòng máy cao cấp thì nó sẽ thiết kế rất là chi tiết, nó coi như là khá là hoàn hảo. Thay vì đối với dòng Acer Nitro mà quen thuộc thì chúng ta thấy là xài thiết kế bằng vỏ nhựa, thì đây là một chiếc máy cao cấp thì được thiết kế bán nguyên khối bằng kim loại, rất là chắc chắn. Bên cạnh đó thì như những video lần trước mình cũng có nói đó, vì những cái phần mà thiết kế hay là những cái đặc điểm mà linh tinh đó, chúng ta lên mạng thì nó có rất là nhiều. Vì cái thời lượng video cũng có hạn, cho nên là mình chỉ nêu những cái tính năng nổi bật. Thêm nữa là cái trải nghiệm thực tế đáp ứng được nhu cầu phần mềm và khả năng thay thế như thế nào khi cái nhu cầu mình thay đổi. Tại vì khi mà mình nói nhiều quá nhiều thông tin thì sẽ làm cho mọi người rất là rối. Mặc dù là mình cũng làm theo cái cách này, nhưng mà rất là nhiều người thích, bởi vì nó thực tế. Mình tháo ra thì để ý một xíu, tại vì đây là những cái dòng mà xách tay của nó cũng line new, nên là để nó trầy cái máy của mọi người. Thì đây là bên trong của chiếc Acer Radeon Triton 300 FE. Chúng ta thấy mặc dù nhỏ nhưng mà
làm cái tảng cái hai cái quạt tản nhiệt rất là hoành tráng nè, hai bên là thấy rất là to, 14 inch thôi vì đây là dòng gaming. Cục pin thì đây có dung lượng là 58 watt giờ, khá là dài, hai cái lo hai bên nè mọi người. Đây là cả wifi AC, NVMe, đây là SSD để chúng ta lưu trữ, có cái dung lượng nó 512 và cái RAM nó đang là 16GB. Thì hiện tại nó có một bình tháo ở trong người. Lưu ý là khi mà chúng ta tháo những cái thiết bị phần cứng á, thì chúng ta nên tháo cái cục pin ra, rút cái nguồn cho cái nguồn máy hoàn toàn, máy tính nó không có nguồn. Để khi mà nó cấp nguồn thì nó sẽ làm cho cái máy sẽ bị rất là dễ bị chạm. Theo như cái thông số kỹ thuật á, thì nó để 2 slot RAM. Thì ở đây chúng ta có một slot rồi nè. Thì nghĩa là nó vẫn còn một cái thanh nữa, nghĩa là cái thanh đó nó sẽ đóng on board trên máy, cho nên là chúng ta tùy vào cái nhu cầu của mình mà chúng ta nâng cấp. Đây là 8GB nè, 16GB rồi. Nếu mà bạn nào thực ra 16GB là đã quá nhiều rồi. Cho mọi người xem lại, đối với dòng Acer là mặc dù đến từ Đài Loan, tuy nhiên là nó Acer với cái lịch sử hình thành và phát triển cũng gần 50 năm. Cho nên là chất lượng giống như Asus chúng ta thấy là bán rất là chạy. Bên cạnh đó cũng làm ra những cái dòng mà cao cấp cũng được nhiều người yêu thích. Mọi người nhìn lại rất là đẹp. Mọi người nhớ là ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký và bấm vào cái nút chuông để khi mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng hơn rất là nhiều. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo.